Ai ôi, cấp độ 1. Cấp độ 1 mà cắn khỏe phết các bạn ạ. À. Ok, năm mới là anh em mình phải chơi con gì nó mới. Nó phải đặc biệt các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ hóa thân thành skeleton các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi một thể loại cá là chỉ có xương thôi. Mọi khi là anh em mình chơi cá bình thường nó nhiều quá rồi. Hôm nay là tôi sẽ cùng với các bạn chơi một cái con mà nó phải gọi là vô cùng đặc biệt. Cái con này tôi phải nói là nó có thể là nó đã sống cách đây hàng triệu năm. Nhưng bằng một cái phép thần kỳ nào đấy thì ở cái thời hiện đại này nó đã sống dậy các bạn ạ. Đây là cụ tổ của loài cá chứ không phải đùa đâu. Và như các bạn không biết thì khủng long ấy, theo tôi nhớ là nó xuất hiện ở dưới nước, rồi sau đấy nó mới tiến hóa lên trên bờ nha các bạn. Ok, rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Pop Pro. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con game Fit and Grow. Và có một cái điều đặc biệt ấy, là cái con cá này mặc dù ấy, nó chỉ còn tồn tại duy nhất là những cái xương thôi, nhưng mà nó vẫn có thể tiêu hóa được thức ăn và tăng trưởng. Ê, thế nó mới đỉnh các bạn ạ. Uầy, sao lại đẻ lắm thế nhỉ? Sao lại lắm rùa này? Sinh đẻ không có kế hoạch. Con này nó cắn rùa của tôi. Nó cắn rùa của tôi. Cắn rùa của tao. Cắn rùa của anh à? Đố mới cắn tao đây. Đố cắn tao luôn đây. Con này làm sao nó cắn được mình các bạn? Tại vì mình bé quá, nó không thể cắn được mình luôn. Bây giờ mình cứ cắn 12 móng một phát như thế này thì tôi nghĩ là anh em mình có thể chiến thắng được con này. Béo quá để làm gì? Gầy như tôi đây này. À, Brock. Brock các bạn ạ. Anh em mình chính là thành viên Brock ở trong băng hải tặc mũ rơm. Úi dồi, thịt của tôi. Ôi trời ơi. Ôi ôi, thịt của tôi. Nấp nhanh. Đất nhanh, không là bọn kia nó ngửi thấy mùi thịt nó vào nó ăn hết của mình. Đấp đi. Đấp rồi. Ủa, bây giờ tôi cảm giác là cuộc đời của tôi quá là sung sướng rồi các bạn ạ. Uầy. Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi, mặc dù tôi chỉ là một bộ xương thôi, nhưng mà thực sự là trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi được ăn những miếng thịt như thế này mà các bạn ạ. Thực sự luôn, tôi thực sự là bất ngờ các bạn ạ. Rất là cảm xúc, rất là xúc động luôn. Kể cả đến khi tôi chết nhá, tôi chỉ còn là một bộ xương thôi. Úi dồi ôi. Tôi cũng chưa bao giờ có được một bữa ăn nào nó tuyệt vời như thế này. Thật sự ấy, là trái tim tôi đang đập ba ra bùm các bạn ạ. Tôi quên mất, tại vì là hiện tại là tôi không có trái tim. Mặc dù là tôi không có trái tim nhưng mà tôi vẫn có cái lòng nhân ái của mình. Ok, mặc dù tôi không có mắt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh của mình. Đấy, ui, level 10. Một chút thôi một phát đã lên level 10 rồi, không thể tin được. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ái chà. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đi săn rùa đấy các bạn ạ. À. Mấy bé rùa này ở gần tôi cảm giác như là muốn ở gần gũi với tôi hơn. Hay là đơn giản là mấy cái bé rùa nó chỉ đơn giản là thấy tôi là một bộ xương như tôi vẫn có thể bơi được và tò mò đến lại để xem như thế nào. Giống như kiểu là đây là một cái hóa thạch mà tưởng chừng chỉ có ở trong viện bảo tàng, nhưng không, các bạn có thể bắt gặp ở trên video của tôi. Thế mới bảo là ngoài cái việc là truyền tải những cái nội dung vui nhộn đến với tất cả những người xem, thì ngay tại trong video này tôi cũng có thể cung cấp cho các bạn kiến thức về lịch sử, kiến thức về cái sự phát triển của các loài sinh vật trên trái thế này, đúng không? Đấy, tôi đang biểu diễn cho các bạn quá trình tiến hóa trong tự nhiên và chuỗi thức ăn các bạn nhé. Tức là trong chuỗi thức ăn sẽ có loài đi săn, có loài bị săn, có loài ăn thịt, có loài ăn thực vật. Đấy, và tôi đang dần dần chuẩn bị cái quá trình để mà có thể đứng đầu cái chuỗi thức ăn đó. Mặc dù bây giờ tôi đã level 11 rồi, nhưng mà nhìn một cách tổng quan thì cái bộ xương của tôi nó vẫn thế, chả thấy to hơn tí nào các bạn nhỉ. Đó, tôi nghĩ là chúng ta đang định đuổi bạn rùa kia thì lại có một bạn rùa khác đến chào mình đây. 28 rồi các bạn ơi. Anh em mình level 28 rồi. Đùa. Tôi thề với các bạn là chả mấy mà anh em mình đứng đầu chuỗi thức ăn đâu, tôi nói thật. Cứ với cái tốc độ này thì anh em mình tăng level nhanh lắm các bạn ạ. Từ từ đã, tôi nghĩ là tôi sẽ quay trở lại chỗ này đi. Tôi sẽ săn tiếp một cái con béo ị kia. Bây giờ tôi mới biết là con cá này chắc chắn
là nó đã sở hữu năng lực của trái ác quỷ các bạn ạ. Cái trái mà của Brock ấy. Tôi thực sự là không rõ là cái trái của Brock nó có cái sức mạnh gì, nhưng mà hình như đó là cái trái linh hồn đúng không? Tức là kiểu nó lưu giữ linh hồn hay là cái gì đấy. Tại vì là cũng lâu quá rồi. Lâu quá rồi tôi không có đọc One Piece nên là tôi cũng quên mất. Nên là bạn nào mà có nhớ thì có thể comment ở bên dưới video cho tôi nhá. Tôi nhớ đó là kiểu trái linh hồn hay là cái gì đó. Thế nên là Brock mới có thể tiếp tục sống được hay sao ấy. Tại vì tôi đã hình như thôi là tôi đã đọc nó ở đâu rồi. Mỗi tội không nhớ. À cắn nó sao được ta. Ôi ôi à, anh em mình phải bơi vòng. Không là con này là cắn. Ui 76 máu. Wow. Ôi đừng. Ui tôi chiến thắng. Tôi là người chiến thắng kìa. We are the champion. Đấy. Đừng đùa. Đừng bao giờ đùa với những bộ xương. Ui ôi. Đây rồi. Có hai bạn rất là đáng yêu đang chơi đùa ở đây. Hiện tại tôi mới có level 18 thôi. Thế nên là tôi cũng không quá lo về cái việc là Megalodon nó sẽ đuổi đánh tôi. Mà tôi làm gì có thịt mà chúng nó đuổi đánh mình. Mình chỉ là mỗi là một bộ xương thôi. Mà làm gì có con cá nào nó lại đi ăn xương thôi. Chỉ có chó nó mới ăn xương thôi. Biết đâu đấy nhá. Mấy cái con cá nó lại đổi gió. Nó lại không thích ăn thịt nữa. Mà nó lại đổi qua nó lại ăn xương. Thì có mà chết tôi à. Kiểu như hải cẩu ấy. Hải cẩu à, chạy à. Ui 77 máu. Ui dồi ôi. Rồi quay lại bạn ơi. Quay lại. Ui 177 máu. Wow. Holy shit. À bây giờ tôi mới hiểu là tại sao tôi cắn con rùa được 70 máu mà cắn con này được tận 177 máu. Đó là cái lý do là do con rùa nó có lớp vai bảo vệ, cái lớp mai ấy. Thế là mình sẽ cắn được ít máu hơn. Này tôi thề là tôi ghét con mồm to này vãi cả trưởng. Mồm to với chúng tôi này. Xem thằng nào mồm to hơn. Các bạn thấy chưa? Ui dồi, level 23 rồi. Tại sao tôi lại cảm giác là anh em mình có một cái sự thuận buồm xuôi gió nhỉ? Ai à? Cắn 200 máu. Wow, cắn hai, nó cắn tôi 200 máu, nó cắn tôi vẹo ở xương sườn luôn các bạn ạ. Wow. Tôi chết rồi, tôi cắn nó vẹo của mồm luôn các bạn ạ. Ui dồi, hai level 26. Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn có thể thống trị đại dương ở cái level này luôn các bạn ạ. Mỗi tội là máu nó hơi ít thôi. Ok ạ. Bơi chậm quá. Mà tôi nghĩ là với cái thân hình toàn xương như thế này thì đúng ra là anh em mình phải bơi nhanh hơn. Tại vì là mình nhẹ cân hơn chúng nó đúng không? Thế mà không hiểu kiểu gì tôi lại còn bơi chậm hơn các bạn ạ. Này. Các bạn nhìn nhá, trong cơ thể tôi cực kỳ là khí động học. Tại vì nước chảy qua cơ thể rồi nó chảy đi luôn chứ nó không động lại. Thế mà tôi mới chậm vãi cả trường. Ê các bạn ơi, bây giờ tôi mới nhìn kỹ hơn. Hóa ra là chúng ta vẫn có thịt. Thằng nào bảo tao chỉ có xương. Thằng nào bảo tao là chỉ là một bộ xương. Nhìn cho kỹ đây này. Nhìn thấy thịt chưa? Mặc dù ấy tôi chỉ còn sót lại có một chút thịt thôi. Nhưng đó cũng là minh chứng của một cái thời mà hoàng kim của tôi. Cái thời mà tôi đi tập gym có rất nhiều cơ bắp. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ở nhà chống dịch thì bây giờ tôi chỉ còn lại một bộ xương thôi các bạn ạ. Tại vì làm gì có gì mà ăn đúng không? Ui dồi. What? 400 máu. Really? What? What? 500 máu. 698 máu. Holy shit. Nó cắn khỏe thực sự luôn. Trong toàn bộ cái lịch sử chiều dài của con game Fit and Grow này, tôi không thể nhớ được là có một cái con nào nó có thể cắn khỏe hơn con này. Đúng không các bạn? 800 máu. Ôi trời ơi. Anh em mình sẽ đi tìm con cá voi cụ ngay và luôn. Để xem ở level cái gì đây. Để xem ở level 34 anh em mình có thể level 37 anh em mình có thể chiến thắng được con đấy không. Nhưng mà trước khi anh em mình tiến ra đây, có mấy cái sự việc mà vô cùng buồn cười mà tôi đang nhìn thấy trước mắt. Tôi không hiểu là ở đây nó có một cái bữa tiệc gì khiến cho mấy cái con hải cẩu này nó điên cuồng, nó quay cuồng như thế. Nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ, các bạn sẽ thấy có một cái chất bột gì đấy nó hơi phát sáng. Tôi cảm giác như đây là một cái bữa tiệc thác loạn của bọn hải cẩu này. Tại vì chúng nó, tôi cảm giác tôi chúng nó giống như kiểu chúng nó đang chơi đồ ấy các bạn ạ. Đây à, các bạn thấy chưa? Đấy. Không tự nhiên mà bọn hải cẩu lại như này đâu. Các bạn, tôi biết thừa.
Bọn này nó ui cái gì đấy. Này, có vẻ hay có phải là tôi vừa hút một con hải cẩu mồm không? Ui rồi. Rồi, ôi tôi chết rồi. Quả đấy là tôi định xuống để tôi hít một đường thôi, nhưng mà tôi lại hít cả các bạn hải cẩu rồi. Chết thật. Sau một khoảng thời gian thầm thương trộm nhớ, tôi đã tìm lại được hình bóng ấy. Dạo này em ấy có vẻ tăng cân hơn trước các bạn ạ. Trông người tròn lắm, ba vòng như một. Ôi dồi ôi, ôi dồi nghìn máu. Ui dồi nghìn máu. Ui là nghìn máu. Ui dồi ôi. Tôi cắn mấy phát nhỉ? Các bạn có nhớ quả đấy là tôi cắn mấy phát không? Hình như là tôi chỉ cắn có bao nhiêu? 4 phát, 3 hay là 4 phát gì đấy. Là nó đã hoảng rồi. Ui vãi cả trưởng, khỏe như này thì ai chơi với mày nữa. Ghê gớm quá các bạn ạ. Level 41 rồi. Ui, nghìn ba máu, nghìn ba máu, nghìn ba máu. Ui, vip 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 vip. Thế nhờ 1500 máu. Level 45 rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ không cày thêm bất kỳ một level nào từ con cá voi này nữa. Anh em mình bây giờ sẽ đi chứng tỏ sức mạnh của bản thân mình. Một loài cá bước ra từ truyền thuyết sẽ làm nên một huyền thoại. Level 45 và tôi sẽ đối đầu với con mặt loài này. Wow, 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 wow. Bip thế nhờ. Chết rồi, tôi cắn nó xong tôi bị lag rồi bạn ơi. Wow, level 45 và tôi đã chiến thắng được Megalodon. Holy shit. Tất nhiên là do tôi cắn trộm thì tôi thắng được, nhưng mà thì vẫn cứ là thắng đúng không? Sao tôi không cắn được con này? What the fuck? Nó được bảo vệ à? Linh hồn nó được bảo vệ à? Cay thế nhờ. Linh hồn được bảo vệ các bạn ạ. Tôi không thể tấn công nó nữa rồi. Tôi sẽ chuyển qua tấn công con này. Ai à, nó cắn mình các bạn ạ. Nó cắn mình bây giờ không khác gì là chó mà gặp cái lốp xe của tàu hỏa các bạn nhé. Nó chỉ có đau răng thôi. Bạn ấy ngu thật. Nó phải tìm những cái con nào mà nó có nhiều thịt nó cắn thì nó mới hợp lý. Chứ tôi toàn xương như này thì cắn để làm cái gì đúng không? Ôi vãi cả trưởng. Ôi vãi cả trưởng à. Ui dồi. Thôi anh em mình tạm thời để cho con Megalodon ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một con khác nó trâu bò lợn gà hơn. Tôi cảm thấy là bây giờ Megalodon với trình độ chơi của tôi thì nó hơi yếu. Ui nhìn này, tôi sẽ cho các bạn thấy hình bóng của tôi khi mà ở dưới nước. Trông thật là ngu dốt. Các bạn có thấy điều đó không? Wow, vào nhau ở đây đánh nhau. Công an đến giải quyết đây. Công an đến giải quyết đây. À bạn đầu to này đi đi. Cả hai bạn kia đó. Thế chứ tôi bây giờ là người giữ gìn hòa bình trật tự ở cái thế giới biển này. À bạn đầu to này. Bạn đầu to này tôi vừa bảo là thôi không vào nhau nữa các bạn. Bạn đầu to, bạn không nghe tôi nói đúng không? Bạn không nghe tôi nói thì tôi ăn bạn luôn đấy bạn nhá. Bạn thấy chưa? Tôi đã khuyên bảo hết lời rồi mà nó không nghe tôi, nên là tôi ăn nó luôn. Ui ơi, nó xông lại rồi. Mày không hớt được bao con trai. To quá. Ôi Chạy vài cả lít ạ, tôi bị trả thù thôi. Tôi bị nó cắn cho béo cả mõm. Ơ kìa, rõ ràng tôi chỉ là một bộ xương thôi mà đến khi tôi chết tôi lại biến thành một đống thịt. Thần kỳ. Tôi nói đó là cái sự thần kỳ trong cái thế giới này. Các bạn nhìn đi. Nhìn đi. Tôi chỉ là một bộ xương thôi. Các bạn thấy chưa? Tôi chỉ là một bộ xương thôi, không có gì hơn. Nhưng sau khi tôi chết, tôi vẫn để lại cho đời rất nhiều thịt. Hợp lý hợp lý. Solo. Có giỏi solo luôn. Ui bạn nghĩ tôi sợ bạn. Solo. Ui giời ơi. Tưởng cá mập đồ búa thế nào. Đối với tôi bạn chỉ là cá mập đầu quả. Vừa nãy chỉ là lỡ thôi. Tôi cứ nghĩ là cái con cá mập đấy nó không thể hồi sinh được. Nhưng mà tôi đã hơi chủ quan. Đấy, khổ thế đấy. Đúng là thắng làm vua, thua là mà. Bây giờ anh em mình lại phải đi ăn sao biển này, có nhục nhã không? Ngày trước oai hùng là thế. Mới chỉ cách đây có 1 phút thôi, chúng ta còn là một con cá oai hùng giữa biển cả, không sợ bất kỳ bố con thằng nào. Nhưng mà chỉ vì 1 phút sẩy chân. Đấy các bạn, đúng là lên voi xuống chó. Ai chà, bạn cá mập đầu quạc,
đầu quả. Ui, yếu thế nhỉ? Mà rõ ràng mình chỉ là một bộ xương thôi mà tại sao chúng nó vẫn lao và cắn như thật? Ui dồi, Oanh giật cả mình á, cứ tưởng. Ôi, Oanh gội đầu tôi. Ai ơi, tôi bị đánh gội đầu. À, chú mày nhá, bạn. Cái gì đấy? Vừa nãy tôi chết là do con cua này nó cắp á. Mẹ vô lý. Cay nhờ. Mình đánh bạn nó lại gọi bạn của bạn nó ra đánh mình. Mẹ bực thật sự các bạn ạ. Tôi không thể tin được. Đâu rồi? Ôi mẹ, cuộc sống này bất công thế. Cay thế nhờ. Chỉ vì một phút sơ sẩy thôi mà vừa nãy mình đã bị đánh hội đồng. Mà bây giờ vừa hồi sinh lại còn chưa kịp ngắm nhìn thế giới tươi đẹp đã lại chui vào bụng con này rồi. Không nghĩ mình đen như thế đâu. Này, công cuộc hồi sinh của tôi tại sao lại có nhiều cái sự vấp ngã thế nhỉ? Nào để nhìn xung quanh xem có cái mặt lèn nào nó cắp mình không. Quanh đây toàn cá bé các bạn. Quanh đây chỉ toàn mấy cái con lít nhít. Con cua lít nhít. Đây rồi. Con này cắm đầu xuống đất để làm cái gì đây? Uầy, nó bị một con cái con này lần trước anh em chơi này, nó bị con này nó cắp các bạn ạ. Thế thì anh em mình cắn thôi. Tôi sẽ chơi bẩn, tôi sẽ lợi dụng cái lúc mà chúng nó đang cắn nhau và tôi sẽ cắn hôi. Ok chưa? Ok. Đấy, tôi sẽ cho các bạn nhìn nhiều góc độ hơn. Tôi sẽ kết hợp với cả một bé bọ cạp nước để có thể tấn công con này. Nhưng mà tôi phải nói thật với các bạn nhé, là cái con bọ cạp nước chúng ta đã từng chơi rồi và nó thực sự là nó siêu khỏe luôn. Đó là một trong số những con mạnh nhất mình từng chơi, tăng level nhanh, cắn khỏe, máu trâu. Đây rồi! Chết rồi! Nó hoảng rồi! Ui dồi ôi! Tôi sắp sửa có một đại tiệc nhá, có một bữa tiệc buffet rồi các bạn. Có công cắn thì có ngày chết. Bây giờ thì tôi sẽ phải chờ thôi. A few moments later. Ui dồi! Thịt to thế này mà một mình ăn tôi cảm giác cứ xấu hổ kiểu gì ấy. Nhưng mà thà xấu hổ tôi không bao giờ chia thằng nào khác. Tôi sẽ ăn một mình trong tâm trạng xấu hổ, được chưa? Thật sự luôn là ăn một mình mà nhiều thịt như này tôi cảm thấy ngại lắm. Nhưng mà tôi sẽ vừa ăn vừa ngại cũng được. Tại vì nếu cho thằng khác ăn thì có khi nó lại cắn tôi mất. Úi dồi, level 5 rồi. Đầu gấu rồi. Mỗi tội là tôi vẫn chưa ăn được miếng thịt to thôi. Bây giờ chỉ cần ăn được miếng thịt to thôi là tôi đầu gấu lắm luôn. Ok. Đây rồi, vừa nãy là tôi thấy cái con này. Hình như con này chết rồi. Ui dồi ôi, thịt to thích, thích. Ngon. Từ thịt ốc này. Thịt ốc, bạn nào mà thích ăn ốc thì có thể lựa chọn con ốc này. Mỗi tội là vỏ hơi cứng nên là tôi không khoái lắm. Tiếp theo ở đây là chúng ta còn có cả thịt cá mập này. Đấy, bạn nào mà muốn ăn vây cá mập thì có thể lựa chọn con này. Cũng là một cái món đặc sản rất là nổi tiếng ở vùng quê tôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái món là món cá. Cá. Để tôi biểu diễn các bạn đấy. Đây là một cái món cá rất là nổi tiếng và tôi gọi nó là cá bóng đèn. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn vô cùng bổ dưỡng. Đó chính là món cá mập voi. Xin giới thiệu các bạn, đây là một loài cá mập nhưng mà nó rất là hiền đấy các bạn nhé. Mặc dù nó hiền nhưng nếu bạn cắn nó thì nó cũng sẽ cắn lại bạn, tất nhiên là như vậy thôi. Bây giờ tôi mình cắn được 38 máu, yếu vãi. Đâu ok, và sau khi xử đẹp mấy em cá mập voi thân thiện thì tôi lại level 29 rồi, rất nhanh. Bây giờ nhá, tôi đã đặt một chân trở lại ngôi vương rồi đấy. Và tôi còn hai chân nữa mà tôi cần phải đặt nốt thì tôi mới có thể trở lại ngôi vương được. Tại sao lại còn hai chân thì các bạn tự suy luận. Tại sao? Tôi ấy đã đặt chân trái lên trên ngai vàng
Và tôi còn đến hai chân nữa, đó chính là chân phải và chân chân thành nhé các bạn nhé. Để làm một vị vua thì tôi cần có sự chân thành. Đấy, thì các gọi là thần dân của tôi đâu yêu mới cũng yêu quý tôi, các bạn công nhận không? What? Lại level 42 rồi các bạn ạ. Không hiểu cày kiểu gì mà giỏi. À nhầm, cày kiểu gì mà đỉnh thế. À không, không đâu, tôi không muốn khoe khoang kiểu đấy. Không hiểu cày kiểu gì mà nó lại được đến như thế. À, gặp lại người yêu cũ. Người yêu cũ dài béo thế. Ôi ôi, cẩn thận anh em. Ui, tôi mới cắn nó có mấy phát nhỉ? Tôi mới cắn nó có hình như mới có 3 phát các bạn ạ. Ui vãi cả trưởng. Đấy rồi, tự tin rồi, tự tin khoe cá tính rồi. Bây giờ đi gặp Megalodon. À đây rồi, đầu gối rồi. Anh em mình xong rồi luôn. Xong rồi luôn. Ôi. À, bướng ạ, bướng ạ. Quả này là tôi dắt lá cà với nó đấy nhá. Quả này là anh em mình solo 1-1 đấy. Tôi không thèm chạy luôn các bạn ơi. Level 47 làm chủ thế giới. Huỳnh một phát lên level 51 luôn. Bây giờ anh em mình solo 1-1 thôi chứ còn gì nữa. Cứ thẳng mồm mà cắn. À đây ơi. Đây rồi, để xem mồm thằng to hơn. Để xem mồm thằng to hơn. Mồm thằng to hơn. Ui giời, tất nhiên là mồm tôi rồi các bạn nhá. Tôi là mồm chúa. Mồm tôi là to nhất, mồm tôi là đẹp nhất, mồm tôi là nhiều răng nhất. Đây. À, nó đang mải đi ăn một cái đống thịt khác trong khi tôi đang mải đi ăn nó. Uầy, gần 3.000 máu. Gần 3.000 máu rồi các bro. Ghê gớm thật sự. Ok, và đến thời điểm này thì các bạn biết ai là chúa tể đại dương rồi đây đúng không? Tất nhiên là tôi. Tất nhiên là tôi rồi. Bây giờ tôi đã đặt đủ cả ba chân của tôi lên trên ngôi vương rồi các bạn nhé. Chân trái, chân phải và chân thành. Rồi ok, và để tránh mất thời gian, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ bật gear 2 của tôi lên. Đấy, tôi sẽ chuyển sang trạng thái thứ hai. Gear 2. Bùm. Ôi giời ơi, gear 2. Này, mày có phải là chó đâu mà tại sao mày lại cắn xương tao à? Xương tao có cái vị gì? Đây, kính thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi trở thành gear 2, các bạn nhớ, sau khi mà tôi trở thành gear 2 thì tôi trông như thế này. To vãi cả lít. Vâng, bây giờ là tôi sẽ để xem là cái con Megalodon nó cắn tôi thì bao giờ chết các bạn nhớ. Và sau khi chết thì trông tôi sẽ như thế nào. Để xem là cái bộ xương của tôi sẽ có được bao nhiêu thịt đây. Ui đấy, đến cả Megalodon cắn tôi mà nó còn phải mỏi mồm, nó còn phải nghỉ. Bây giờ tôi phải nói thật nhá, Megalodon nó phải rủ cả bạn gái này, bố mẹ bạn gái này, các bạn cùng lớp này, rồi bố mẹ của các bạn cùng lớp ra cắn tôi thì may ra là tôi mới chết. Chứ còn như thế này thì chắc là tôi ngủ một giấc dậy thì vẫn chưa kết thúc được các bạn ạ. Ui dồi, này nói thật nhá, là anh em mình khi mà trở thành một bộ xương như thế này thì tôi mới thấy được rõ cái việc là Megalodon cắn tôi trông như thế nào. Trông cũng hay phết đấy. À, trời ơi, ui dồi ôi. Làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Các bạn công nhận không? Làm gì có câu chuyện lại dễ dàng như thế. Đấy, rồi con, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ để cho Megalodon tiếp tục cắn tôi đi. Level bây giờ gần 200 rồi. Tôi nghĩ là cày nữa, cày mãi thì nó cũng thế rồi. Nó không có gì khác biệt nhiều. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau với các bạn xem là sau khi mà tôi bị Megalodon cắn xong thì tôi sẽ có được bao nhiêu miếng thịt. Tôi đoán là tôi sẽ có được khoảng 40 đến 50 miếng thịt size to nhất. Mỏi mồm chứ bạn ơi. Tôi đoán là con Megalodon nó mỏi mồm lắm. Đấy rồi, thời khắc huy hoàng. Ôi. Ui, đấy rồi. Đánh rồi, bại cả trưởng ạ. À. Đâu rồi? Từ đã, để cho xem đã. Ui, ui rồi ôi. Ui, ui này mày ăn tham thế, để tao đếm đã. Này, tôi nghĩ là có khi nó còn hơn cả 50 miếng thịt nên nó phải khoảng 100 miếng. Mà một mình con này nó ăn, nó không chia cho ai cả. Nếu là tôi với tấm lòng rộng mở, tôi sẽ chia cho cả đại dương này mỗi người một miếng thịt. Thế thì có phải là tình thương mến thương không? Đúng không? Ăn xong béo ị. Cay thật sự. Uầy. Vẫn chưa. Uầy. Vẫn còn thịt.
Các bạn hãy nhớ rằng Megalodon là một con có mồm to cũng phải nhất nhì đại dương này sau mồm tôi. Mà nó phải ăn đến 4 lần, 5 lần gì đó thì mới hết được đống thịt của tôi. Vãi cả trưởng á. Rồi ok, và trong video này mình sẽ tạm thời kết thúc đây. Đừng quên là nhấn like cho video này nếu các bạn thấy thích con game này và muốn tiếp tục đồng hành cùng với mình trong các video sau. Và đừng quên là mục tiêu của mình là đạt được 1,5 triệu người đăng ký trong năm 2022. Và mình rất mong là có được sự giúp đỡ của tất cả mọi người để mình có thể đạt được cái mục tiêu đó. Vậy nên là hãy giúp mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh Pop Pro nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.